Đây là miếng đất dài. Đất này dài cơ không? Đổ nền cũng cao quá chứ. Hi, xin chào các bạn. Chào các bạn đã trở lại với kênh Kim Hòa Fashion. Và ngày hôm nay là tính ra là ngày cuối mình đang ở Trà Vinh. Để tối nay mình đi về, lên xe về Sài Gòn. Và cái miếng đất này xin giới thiệu đến các bạn ở Trà Vinh nha. Và đầu tiên xin chúc các bạn một ngày thật là bình an và vui vẻ ha. Cái này là đất này là ở gần tỉnh Cốc của Haisiko. Cũng dài và rộng lắm các bạn. Rất là đẹp luôn. Đất Trà Vinh bây giờ trù phú và cũng có nhiều người xuống đây mua để kinh doanh hoặc là xây nhà ở. Đất này là đất vườn nha. Nhưng mà đã được lên thổ cư rồi nha, cho nên mình mới có quyền xây dựng đó các bạn. Giá cũng rẻ chứ không có mắc, bởi vì đất Trà Vinh bây giờ có nhiều người người ta rất là thích. Thì trời mưa qua mấy ngày thì nước nó động lại như vậy đó. Nếu như mà có bạn nào ha có nhu cầu ở Trà Vinh hoặc là muốn mua đất để kinh doanh thì xin hãy xuống đây nha. Sẽ có người môi giới và giới thiệu cho các bạn mua vài miếng đất thật là hợp lý và đẹp như miếng đất này ha. Ở đây là đất này là của bà chị, cho nên là mình cũng review sơ qua cho các bạn xem qua. Chung quanh là vườn dừa, dừa rất là nhiều luôn. Dừa bây giờ ở Trà Vinh là Bến Tre và Trà Vinh thì trồng dừa rất là nhiều đó. Mà đường thì dẫn vào cái miếng đất này cũng là đẹp lắm, người ta đang làm đường lại đó các bạn. Nữa sau này rất là trù phú ha. Nếu như có ai thích ở miếng đất này thì xin hiện liên hệ với mình nha. Giờ nhảy qua lĩnh vực giới thiệu đất đai luôn. Rồi ở phía sau này thì mình lợi dụng mình trồng rau. Rau củ quả để mà cho thầy và sư cô ăn. Bây giờ mình sẽ vào trong để mình review mấy cái trái đậu bắp nha. Hổm rồi các bạn biết không, ở đây đất nó tốt lắm, không có phân bón gì hết, để không vậy mà nó lên rất là đẹp. Bởi vì trời mưa đó các bạn đổ xuống đó, rồi mình cũng không có thuốc trừ sâu gì nữa, cho nên các bạn thấy không, lá sâu quá chừng luôn. Rồi khoảng một ngày khi mà mình cắt đậu bắp hết một ngày qua ngày hôm sau là nó trổ lại đó, ăn không kịp luôn á. Trời mưa thấy sâu, lá sâu ha. Rồi có mấy trái nó lú lú lên nè. Nè cái trái này nó mới lú lên nè. Cái này nó còn non, thái hết mớ rồi. Kìa, có một trái nó nằm ở dưới nè. Đâu nãy giờ con hái nhiều không? Nãy giờ cô vô con hái trước rồi hả? Trời ơi quá chừng luôn, sống để coi đặng ha. Đây hái nãy giờ hả? Trời ơi. Đây. Quá dai đủ bắp. Hết rồi hả? Còn mấy cái này là gì đây, rau gì đây? Rau ngò gai á, để cho nó có hột nóng rồi con mới lên mình ăn. Cái này rau lan. Còn mấy cái bự bự cao cao này là cái gì vậy? Củ lùng á. Củ lùng tới mùa khô mới nó rụi xuống. Con này rau lan. Mới thu hoạch. Con này ngò gai hả? Này ngò gai. Thấy ngò gai gì ăn.
dưới này nè. Món này bạc hà phải không? Mấy cái luống này á là cô làm á hả? Cô làm. Còn cái kia, cái cây kia là khoai mì phải không? Xong rồi đó, giờ mình đi về nha. Đây thì mỗi sáng thầy hay ra tưới cây. Công việc một ngày của thầy và sư cô rất là tất bật nha, làm suốt như vậy luôn á. Rồi ăn cơm xong rồi chiều tối lại tụng một thời kinh. Mà các bạn cũng không, khi mà tụng kinh á, một thời như vậy của thầy là khoảng 1 tiếng rưỡi. Sau khi tụng xong rồi mình mày ướt nhẹp hết rồi, tại mồ hôi đổ đó các bạn. Bởi vậy nha, nhiều khi mình nghĩ là đi tu không phải là dễ đâu. Người nào có căng lắm mới đi tu được đó các bạn. Bây giờ mình sẽ phụ với lại thầy tưới hết mấy cái cây kiểng này. Rồi sau đó thì dọn dẹp bàn thờ để chuẩn bị ngày rằm. Rằm với mùng 1 trước ngày đó thì phải lau chùi, dọn dẹp bàn thờ, bàn Phật ha. Rồi mình mới là làm lễ được. Một tháng như vậy là 2 lần. Còn có khi nào mà có kỵ dỗ thì mình cũng phải làm luôn. Như ngày hôm nay nha các bạn. Đó, rồi lau chùi như vậy xong rồi tới giờ cúng ngọ là phải cúng cơm 12 giờ trưa. Sau đó nghỉ ngơi chút xíu rồi hai sư thầy với sư cô còn phải lo cho mấy con chó ăn uống nữa. Rất là cực luôn. Và tiếp tục rồi tối ăn cơm xong rồi 7 giờ công phu buổi tối để ra sám hối với lại tụng kinh đó. Rồi nhắm lại hả? Chấm hai cái chồng mắt lại chứ hôm trước nó trời ơi nó có hai cái chúng chút xíu ở trên đây à. Đó. Cái lấy cái tầm sữa răng này nhúng cái sơn đen á, chấm chồng đen lại cho nó nhiều nhiều. Tổ này là tổ Huệ Năng á hả? Trời ơi, Huệ Năng là tổ thứ 6. Đây là tổ đầu tiên. Đức Lục Tổ. Không. Đạt Ma Sơ Tổ. À, Đạt Ma Sơ Tổ cầm một chiếc dài rồi, nhớ rồi. Còn Đạt Ma Sơ Tổ Huệ Năng là tổ cuối cùng dòng Tiền Tăng ở bên Trung Quốc. Phải tổ này là ở trong cái võ đường á, ưa thờ không? Đúng. Mà tất cả các chùa đều thờ. Đúng mà, thì ở đằng sau chánh điện á. Thờ tổ này tại vì tổ đầu tiên đi qua Trung Quốc á, Ấn Độ mà. Bởi mặt giống Ấn Độ vậy không? Mặt giống Ấn Độ vậy không? Giống. Tổ sống tới 150 tuổi. Có mà thần tổ không? Này ở bên Trung Quốc đi qua Ấn Độ. Từ Ấn Độ. Tổ Ấn Độ đi qua Trung Quốc. Tổ đắc quả bên Ấn Độ rồi. Mà tổ á, lúc trước là con thái tử thứ 3 của ông vua. Vua Ấn Độ á, sau thời Đức Phật á, mình như là mấy trăm năm hay là mấy trăm, 200 năm gì đó. Thì tổ mới là bà thái, nghĩa là hoàng tử thứ 3. Tử Úc á, rồi cái tổ mới giặt mọi rồi, có lấy vợ, có con gì đó. Mà thầy của tổ là Bát Nhã. Bát Nhã tổ sư Bát Nhã đó là Bồ Tát, là mới dạy cho tổ. Xong rồi mới nói với tổ là năm 60 tuổi là hãy đi qua Trung Quốc để qua, để quá độ á, để giáo hóa bên Trung Quốc. Thì tổ qua đó tổ sống, tổ đi tổ đắc đạo rồi, tổ mới lấy đi trên cái bè chuối, tổ thả chứ không có đi thuyền vậy. Đó là đứng ở trên cái bè chuối đi phăng tới Trung Quốc luôn. Rồi qua bờ là tổ đi hức thực, tổ ăn rồi tổ mới đè truyền bá giáo pháp. Rồi sau đó tổ mới lên núi Tiểu Long.
ta cúng cho tổ muốn Trung Hoa. Trung Hoa đừng có giả tâm chiếc chỗ này chỗ kia, là đất nước Trung Hoa là coi như là bình an vô sự. Cổ tổ thần thông cho nên khi mà tổ mất rồi nó thuốc độc tổ mấy lần tổ đâu có chết đâu. Cái cuối cùng á là tổ 150 tuổi rồi thì tổ chán thấy cái thuốc tổ hoài không muốn chiếm chùa đó, tổ mới biến ra chết, tưởng là chết thiệt ai ngờ đâu biến. Khi mà đám ma đó người ta vô ta báo tin, ta nói cổ đi ở ngoài kia kìa mà biển á. Tôi thấy tụi chắc chiếc đài cổ đi cũng mà cái biển kìa cái người ta mới nói chứ hồn xác này là ai, cái ta mới là mở mà hòm ra có một chiếc hài là nó chậm, tức là tổ để là một chiếc hài quá làm cái xác của tổ, còn chiếc hài kia là tổ mới chắc đi cổ đi đó. Cho nên nó là biết tổ đi đâu không, tổ đi về núi rồi tổ ẩn thân vào núi á, bỏ cái xác trong núi chứ không có chôn. Rồi chiếc dài của tổ còn giữ lại, giờ coi như là người ta để làm di tích di tích cũng giống như cái lục tổ Huệ Nam để lại cái thân xác á. Chia tay với các bạn tại tỉnh Trà Vinh. Đây là một cái từ tình cốc. Nói chơi chứ không phải từ tình cốc. Cái này là một cái tỉnh thất, một cái chùa nhỏ, hoặc là tôi chia bằng là một cái cốc thôi, chưa không có tên tuổi. Bởi vì thầy của mình nó thích tu tĩnh tâm hơn, cho nên không có tham gia giáo hội Phật giáo. Tại vì tham gia vô thì nó hơi phức tạp nhiều thứ lắm, cho nên chỉ tịnh tu ở đây thôi. Và mình xuống đây để mình review những quan cảnh mà sinh hoạt của ở trong ngôi chùa nhỏ này ha. Và những ngày qua mình đã giới thiệu đến các bạn những ngày nghi thức cúng lễ trai đàn, dỗ, hoặc là cái cúng lập đàn diệt sư như thế nào đó thì cho các bạn thấy. Và ngày hôm nay mình xin đi về là Sài Gòn, tối nay 11 giờ mình sẽ lên xe và 4 giờ sáng mình sẽ tới Sài Gòn. Và khi mình về Sài Gòn rồi mình sẽ tiếp tục, mình sẽ làm những video khác tại Sài Gòn nha các bạn. Mong các bạn hãy yêu thích kênh của mình thì quan tâm theo dõi và đăng ký nhấn like. Mình rất cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Nếu như có mình có làm cái gì mà hơi thiếu sót thì xin các bạn hãy comment để nhắc nhở mình thêm nha.
Rồi thì bây giờ mình xin chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều may mắn, nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Thân tâm luôn an lạc nha các bạn. Bởi vì mình là người Phật tử cho nên mình phải cần có cái tâm thanh tịnh thì mình mới làm được việc nhiều. À rồi bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye. Rồi bây giờ tới tiết mục ăn uống nha các bạn. Sau khi ăn món bánh canh này rồi để chia tay với lại thầy và sư cô và với các bạn luôn. Rồi bây giờ xin mời cả nhà nha. Để ấy lên đây. Cái này là sơn sa hột lựu này nó có đường luôn hả con? Sa hột lựu lá mình múc chè bỏ vô vô dạ. Ăn đậu xanh nó có đậu xanh chè đúng không? À, bỏ chung vô luôn á hả? Nó thiếu cái đậu xanh. À. Sơn sa hột lựu rồi thầy kêu bỏ thêm đậu xanh vô nữa ăn ngon hơn. Còn cái này là bánh bèo. Bây giờ mình sẽ ăn nửa dĩa để coi rồi mình để dành chiều mình ăn nửa dĩa. Đã nhiều quá nguyên dĩa luôn. Đây tô bánh canh hấp dẫn. Bánh canh chay nè nhà cả nhà. Món này là bánh bèo. Con bưng lên con để trên bàn con. Đó, khi mình cúng là mình phải bọc như vậy nè, nó mới sạch. Yeah. Mình ăn vô mình không có sợ con này con kia nó bò vô. Cái này muốn ăn nữa hay nữa. Đó là ăn cúng hôm nay là cúng hai món, bánh bèo với là bánh canh. Bánh cam nữa rồi, có bánh này ha. Ba loại bánh và một loại chè. Đây. Bánh cam. Thử bánh bèo. Chan miếng nước mắm vô. Cay kinh khủng. Cô bỏ ớt cay luôn hả? Ừ. Hai cái lá ớt ớt cay. Đó. Vậy thôi bỏ bớt ra đi cô. Bỏ ớt ra đi. Tại hồi nãy cắt vô. Cay cũng nhầm vậy đó. Cổ ớt cay với cổ thì cũng mình cũng có ba. Họ cổ cay có ăn được. Mà cả nhà đây là một tô bánh canh nè, sư cô nấu rất là ngon nha. Nước lèo rất là đậm đà của rau củ ha. Lại có thêm hai cục bình thánh nữa. Mời các bạn nha. Bánh bèo ngon. Này có bình thánh chiên. Nước bánh canh có gì không? Và một lần nữa xin chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc mọi người luôn luôn được bình an và thật là nhiều hạnh phúc. Bye bye.